Theo báo Tiền Phong, sáng 26 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6. Theo đó, Quảng Ngãi sẽ tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng chống khắc phục bão mưa lũ từ 7 giờ ngày 26 tháng 10. Cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại từ 10 giờ ngày 26 tháng 10 theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền trước 10 giờ ngày 26 tháng 10. Hoàn thành việc neo đậu sắp xếp tàu thuyền lồng bè tại khu neo trú trước 17 giờ cùng ngày. Theo dự báo của cơ quan chức năng, do hưởng của bão số 6, khả năng vùng biển đảo Lý Sơn sẽ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11. Các xã ven biển huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Các địa phương còn lại có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Thời gian ảnh hưởng bắt đầu từ sáng sớm ngày 27 tháng 10 để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 6 gây ra, đặc biệt bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi xác định Vùng trọng điểm ảnh hưởng bão là huyện Lý Sơn và các xã ven biển huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương trên hoàn thành chẳng chống gia cố nhà ở trụ sở công trình trước 18 giờ ngày 26 tháng 10, lên phương án và chốt thời gian tổ chức di rời, sơ tán gần 2.500 hộ dân với 7.711 khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao đến nơi ở an toàn. Trong đó, huyện Bình Sơn hoàn thành việc di rời, sơ tán 1.878 hộ, 5.153 nhân khẩu thành phố Quảng Ngãi 476 hộ, 2.183 khẩu, trước 7 giờ ngày 27 tháng 10. Riêng huyện đảo Lý Sơn hoàn thành việc di rời sơ tán 145 hộ, 375 khẩu, trước 22 giờ ngày 26 tháng 10. Địa điểm di rời sơ tán tập trung tại các trụ sở kiên cố, ủy ban nhân dân xã, trạm y tế, trường tiểu học, trụ sở cơ quan trên địa bàn và những nơi này phải được kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi cho người dân vào tránh trú. Trước đó, chiều 25 tháng 10, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã phối hợp với đồn biên phòng Lý Sơn, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi triển khai lực lượng giúp người dân chẳng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào vùng neo đậu tránh trú. Theo đó, cán bộ chiến sĩ biên phòng khẩn trương sử dụng bao tải, dồn cát chẳng chống nhà cửa giúp dân và hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những gia đình khó khăn, người già neo đơn phòng khi mưa bão kéo dài. Trung tá Ngô Doãn Tú, đồn trưởng đồn biên phòng Lý Sơn cho biết, rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, đồn đã cử cán bộ chiến sĩ giúp người dân chẳng chống nhà cửa, nhất là những hộ gia đình neo đơn. Các nhà yếu đều được đặt bao cát để gia cố. Trung tá Ngô Doãn Tú nói, đồn biên phòng Lý Sơn sẽ trực chiến 100% quân số, sẵn sàng xe ô tô quân sự và xe máy tham gia giúp dân phòng chống bão. Báo dân Chí đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 6 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Chami, tức là bão số 6, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km, sức gió mạnh nhất cấp 11 từ 103 tới 117 km/h, giật cấp 14, dự báo trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 tới 25 km/h. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong vòng 24 giờ tới, bão Chami di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 10 tâm bão ở trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, hướng vào vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, rồi sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, cường độ bão mạnh cấp 9 giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, hướng ra biển và cường độ tiếp tục suy yếu. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 10, tâm bão trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, từ 89 tới 117 km h giật cấp 14, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 tới 9 m, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 26 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm Côn Cỏ, Cù Lao tràm Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 cấp 11 giật cấp 14. Sóng biển cao 3 tới 5 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao 5 tới 7 m biển động dữ dội. Từ sáng ngày 27 tháng 10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng là xuất hiện nước dâng do bão cao 0,4 tới 0,6 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền, từ sáng ngày 27 tháng 10, ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm ngày 26 tháng 10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến là 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến là 100-200mm, có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến bão Trà My còn rất phức tạp và có thể thay đổi. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 Trà My ở vào khoảng 17,2 độ vị Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km h giờ, giờ, cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 km h Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 đến 15 km h giờ. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, sợ cấp 12. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 15 đến 20 km h Đến 19 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vị Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 210 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giờ cấp 15. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn, bão số 6 chịu sự chi phối của hai hình thế khác là không khí lạnh và một cơn bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines. Sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng, khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp, ông Hưởng nhận định. Dự báo trong 72 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vị Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 200 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Đông Nam, cường độ có xu hướng suy yếu dần. Về tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km h giật giờ cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 m vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 m biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.